tại thì số tài khoản được chính số rồi. Chính số à? Anh ơi, chính số 31 mà cũng muốn điện thoại thì nói em dẫn đi nha. Ưu điểm của em là đẹp trai, khuyết điểm của em là điện thoại dỏm. Khuyết điểm của em là điện thoại dỏm. Em nghĩ thì càng nhiều càng tốt. Muốn một tuần được khoảng 5 lần. Muốn một tuần được khoảng 5 lần. Em là một người rất là nhu cầu rất là cao. Nhu cầu rất là cao. Cao, ví dụ một ngày 20 lần, 20 lần. Ngày 20 lần cũng được. Tại vì em đã quen rất là nhiều người trong nghệ thuật rồi. Và em cảm thấy là em không có connect được với người ta. Cho nên là em muốn là em không dính dáng gì với người trong nghệ thuật hết. Mà tự nhiên hôm nay lại gặp anh Lân. Bây giờ em sẽ chọn anh. Và mọi người ơi, với phiên bản đặc biệt này thì quý vị khán giả hãy tham gia ngay vào community ghép đôi thần tốc trên Viper để tham gia 2 mini game dự đoán với giá trị giải thưởng lên đến 10 triệu đồng vào mỗi 9 giờ sáng thứ ba hàng tuần. Thì cổng bình chọn cho 2 mini game sẽ chính thức được mở trên community ghép đôi thần tốc trên Viper. Quý vị khán giả hãy nhanh tay đăng ký và tham gia ngay community ghép đôi thần tốc trên Viper để bắt đầu bình chọn nha. Và mini game đầu tiên, hãy dự đoán xem nhân vật chính của tuần này sẽ lựa chọn ứng cử viên nào để bước vào vòng gặp mặt. Và 5 khán giả may mắn có đáp án chính xác nhất và sớm nhất sẽ có cơ hội nhận được một giải đặc biệt trị giá 4 triệu đồng và 4 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ một thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng. Và mini game thứ hai, hãy dự đoán cặp đôi vào vòng gặp mặt có đồng ý hẹn hò hay không và có bao nhiêu người có đáp án bình chọn giống như bạn. Và cũng có 5 vị khán giả sẽ lựa chọn chính xác, dự đoán số người trùng với đáp án của mình gần đúng nhất thì sẽ có cơ hội nhận được một giải nhất trị giá 2 triệu đồng tiền mặt sẽ được chuyển khoản trực tiếp từ ban tổ chức. 4 giải khuyến khích, mỗi giải cũng là một cái thẻ cào điện thoại trị giá là 500.000 đồng. Và kết quả sẽ được công bố vào đầu của tập tiếp theo.